quy định tại khoản 1 và 2 điều 3 thông tư 80/2021/TT-BTC thì hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số là hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh thông qua hệ thống kỹ thuật số trung gian nhằm kết nối với khách hàng. Tất cả các hoạt động kết nối diễn ra trong môi trường số. Như vậy, việc bán hàng thông qua các phương tiện Internet, mạng viễn thông di động, các ứng dụng mạng xã hội và việc kết nối khách hàng thông qua phương tiện hệ thống kỹ thuật số trung gian gọi là thương mại điện tử. Với sự tiện lợi và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, các nền tảng số và xu hướng mua sắm online của người tiêu dùng, thương mại điện tử đã giúp các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kết nối với thị trường tiêu dùng nhanh chóng. Trước đây là mình chỉ làm offline tại cửa hàng. Sau đó mình thời gian càng ngày thì mình càng mở thêm các trang gian hàng thương mại điện tử và mình bán thể kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm đầu ra. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có đối tượng hoạt động bán hàng trên mạng xã hội, trên các sàn giao dịch điện tử phải kê khai thuế. Nhưng thực tế, đối tượng hoạt động thương mại điện tử rất đa dạng. Và theo quy định của luật quản lý thuế, các trường hợp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phải kê khai nộp thuế. Theo khoản 2 điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP thì hoạt động thương mại điện tử diễn ra dưới các hình thức sau. Chủ thể tham gia kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, v.v. Chủ thể mở các website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ. Chủ thể mở website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng. Chủ thể mở website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa dịch vụ. Chủ thể lập các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok có một trong các hình thức hoạt động mở gian hàng, mở tài khoản giao dịch, đăng tin mua bán hàng hóa, dịch vụ và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó. Bán hàng, kể cả bán hàng offline hay là bán hàng thương mại điện tử thì mình vẫn cứ nộp thuế và chiết khấu lại nộp thuế bình thường và cùng các anh bên đối thuế là cũng quá là phổ biến với thông tin và các luật cho mình ạ. Và mình cũng nộp thuế đúng hàng theo hàng quý hàng năm. Các cán bộ thuế của tỉnh mình cũng là của thành phố Đồng Hới mình thì cũng là tuyên truyền cho tôi rất là rõ ràng về mình phải có trách nhiệm nộp thuế theo cả hình thức offline và online theo hình thức kinh doanh của mình. Thì sau đó thì tôi cũng đã đóng thuế đầy đủ hàng tháng và hàng tháng thì tôi nộp tiền thuế online qua app ạ, qua cục thuế ạ. Để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và kinh doanh thương mại điện tử, những năm qua, Chi cục thuế khu vực Đồng Hới Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế trong lĩnh vực này với nhiều hình thức đa dạng phong phú, giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách thuế mới hoặc sửa đổi bổ sung để thực thi đúng pháp luật thuế. Đồng thời, Chi cục cũng đã chỉ đạo các đội thuế tổ chức ban hành thông báo gửi giấy mời người nộp thuế, gọi điện thoại đến người nộp thuế để đôn đốc giải trình khoản doanh thu phát sinh trên các sàn thương mại điện tử. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, Chi cục thuế khu vực Đồng Hới Quảng Ninh đã ban hành 71 lượt thông báo giải trình giấy mời làm việc. Số người nộp thuế thuộc diện phải kê khai thuế là 20 trường hợp. 192 người nộp thuế có doanh thu thương mại điện tử dưới 100 triệu một năm không đưa vào diện quản lý thu thuế khoán. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với số tiền hơn 12.614.809 đồng và truy thu thuế 12.614.809 đồng. Quản lý thuế theo phương pháp khoán hàng tháng với 2 trường hợp, số thuế khoán là 600.000 đồng mỗi tháng. Chi cục cũng đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế trong việc kê khai nộp thuế cho các cơ sở kinh doanh có tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Quảng Bình. Bộ phận một cửa của chi cục cũng quán triệt, cũng tham mưu cho chi cục để quán triệt đến từng góc chức thuế với phương châm mỗi công chức thuế đều là tuyên truyền viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực làm việc chuyên nghiệp, luôn công tâm, khách quan trong công việc phục vụ tốt đối với người nộp thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và địa bàn Đồng Hới Quảng Ninh nói riêng là một lĩnh vực mới phát triển trong những năm gần đây. Mặc dù quy mô còn thấp cả về số lượng giao dịch và giá trị giao dịch so với các địa phương khác trong cả nước, song công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế ở lĩnh vực thương mại điện tử vẫn gặp nhiều khó khăn.
Nhiều người nộp thuế chưa nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tuân thủ đúng pháp luật nói chung và pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nói riêng. Thông tin người nộp thuế khi đăng ký không khớp đúng với người có danh sách trả soát, kinh doanh tự phát, không có địa điểm cụ thể, giao dịch thanh toán chủ yếu qua chuyển khoản, thu thập phát sinh trên tài khoản liên quan đến nhiều nguồn như tiền lương, tiền giao dịch bất động sản, hội nhóm, thanh toán cho công ty riêng, v.v. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trong thời gian tới, Chi cục thuế khu vực Đồng Hới Quảng Ninh đã xác định các giải pháp cụ thể. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người cá nhân kinh doanh thương mại điện tử là thực hiện các quy định về kê khai, đăng ký và nộp thuế. Đồng thời là cũng là tuyên truyền về các cái chế tài xử phạt các cái hành vi vi phạm về kinh doanh thương mại điện tử theo quy định của luật quản lý thuế. Thứ hai là thường xuyên công tác thanh tra, rà soát nhằm thu thập thông tin các cái cá nhân kinh doanh điện tử phát sinh trên địa bàn thông qua các cái trang mạng điện tử và cũng là khai thác các cái dữ liệu thông tin trên của cá nhân kinh doanh điện tử trên các cái sàn giao dịch từ cái kho dữ liệu của Tổng cục Thuế để thực hiện quản lý thuế theo đúng quy định. Thứ ba thì phối kết hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đến địa bàn để thu thập rồi là kết nối thông tin và khai thác dữ liệu phục vụ cho công tác và quản lý cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Có thể nói, hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số trong những năm qua đã có sự phát triển nhanh chóng mạnh mẽ. Điều này cũng đã đặt ra bài toán khó về công tác quản lý cho ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nói riêng. Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, các giao dịch điện tử và số hóa dữ liệu mã định danh, căn cước công dân, mã số thuế giúp tăng cường tính chính xác, minh bạch, có thể sử dụng để phân tích, giám sát và kiểm tra tính tuân thủ của người nộp thuế một cách hiệu quả hơn. Tổng cục Thuế cũng đã triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu người nộp thuế, tạo điều kiện cho Cục Thuế và các chi cục thuế chủ động rà soát, nắm bắt kịp thời các đối tượng kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử cần quản lý thuế theo quy định. Trong thời gian qua, toàn ngành đã rà soát hơn 1.300 người nộp thuế kinh doanh lĩnh vực này, đưa vào quản lý điều chỉnh tăng, xử phạt gần 60 người nộp thuế cố tình dây dưa, không kê khai, đã xử lý phạt truy thu gần 980 triệu đồng. Cục Thuế và các chi cục thuế đã xây dựng rất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào một số nhóm. Nhóm thứ nhất đó là chỉ đạo các chi cục cũng như là văn phòng cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Làm thế nào để dân nắm được những người kinh doanh lĩnh vực này, nắm được cái trách nhiệm phải kê khai, phải nộp thuế, chấp hành đúng pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử. Thứ hai đó là phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các ngân hàng thương mại, Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan ban ngành có liên quan để nắm bắt thông tin các cái cá nhân, các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực này đến để đem vào quản lý. Cái thứ ba đó là chỉ đạo các chi cục phối hợp chặt chẽ với quản lý thị trường, công an xã để ra soát trên địa bàn quản lý các cái đối tượng, các cái cá nhân lái chim bán hàng tham gia kinh doanh trên nền tảng số để từ đó mời đến làm việc và đưa vào quản lý thu thuế, chống thất thu cho ngân sách. Thứ tư, cái nhóm thứ tư cần tập mà ngành thuế tập trung đó là tiếp nhận thông tin rồi là tra cứu các cái thông tin trên cái kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu người nộp thuế của toàn ngành, từ đó để phát hiện ra những cá nhân có kinh doanh phát sinh doanh thu trong lĩnh vực này và cũng mời làm việc để đưa vào quản lý thuế. Đồng thời việc ra soát đó thì chỉ đạo các chi cục xử lý nghiêm các cái cá nhân mà đã phát sinh doanh thu, đã hướng dẫn kê khai mà không thực hiện cái việc kê khai, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Việc tăng cường quản lý thuế và sự đồng lòng từ phía các cá nhân doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để phát triển bền vững lĩnh vực này, đảm bảo tính công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế số của địa phương.